Quyền Vĩnh Thạnh vừa tổ chức cuộc họp thông qua thiết kế hai tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp và khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp 900 ha. Tuyến đường dẫn số 1 kết nối từ quốc lộ 80 đoạn thuộc ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, điểm cuối giáp với cổng phía Tây Bắc của khu công nghiệp, có chiều dài 550m. Tuyến đường số 2 có điểm đầu kết nối từ đường dẫn cầu Dằm Cống, điểm cuối giáp với cổng phía Đông Bắc của khu công nghiệp, có chiều dài hơn 1,2 km. Tổng kinh phí xây dựng hai tuyến đường này hơn 557 tỷ đồng. Khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 do Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh làm chủ đầu tư, nhằm bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng khu công trình khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ triển khai trên địa bàn huyện và các khu công nghiệp khác trong tương lai. Quy mô đầu tư 53,2 hectare tại xã Vĩnh Trinh, tổng kinh phí dự kiến khoảng 514 tỷ đồng.